Vâng, xin chào tất cả quý khách. Hôm nay em Minh Châu đang có mặt tại nhà anh khách ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc nha quý khách nhá. Đấy thì bàn giao cho anh Tuấn. Đấy là một bộ bàn ăn bàn tròn và đi kèm theo đó là 10 chiếc ghế xẻ quạt. Thì mẫu này là bàn lớn, bàn đường kính 1m40 nha quý khách nhá. Đấy và mâm xoay thì đường kính là 80. Đấy, mâm xoay 80 và đường kính bàn là đường kính 1m40 thì có thể kê từ 8 đến 10 ghế. Thì đây là bác mua nhà em là 10 ghế xẻ quạt. Đấy, toàn bộ là chất liệu là gỗ xoan đào 100%. Thì hiện tại bộ này đang được bên xưởng em bán ra trên thị trường với giá là 7.800.000 đồng nhé quý khách nhé. Đấy thì giao tới nhà thì quý khách kiểm tra hàng này, đúng gỗ, đúng mẫu mã như bên quảng cáo thì quý khách mới thanh toán cho lái xe. Thế nên là quý khách mua hàng bên em rất là yên tâm. Đấy thì giao tới nơi mình sờ tận tay này, tận mắt thấy thì mình mới thanh toán cho lái xe nhé quý khách nhé. Thì toàn bộ thì chất liệu gỗ đều được đem qua xử lý tẩm và sấy khô chống mối mọt cong vênh, thì nên là quý khách dùng rất là yên tâm. Đấy thì ngoài cái mẫu này ra thì em còn rất nhiều những cái mẫu mã khác. Quý khách nào mà đang có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại em để trên góc trái màn hình hoặc kết nối Zalo với bên em để được em tư vấn cụ thể thêm nha quý khách nhá. Đối với cái kính mâm xoe này thì nó linh động nha quý khách nhá. Ví dụ mà mình thích thì mình có thể đặt vào, còn hôm nào mà mình không thích thì mình có thể bỏ ra. Đấy, tùy vào sở thích của nhà mình. Đấy thì rất là linh động cho quý khách. Đấy. Nếu như mà quý khách không thích mẫu ghế xẻ quạt này thì mình có thể chuyển sang mẫu ghế thọ nhé quý khách nhé. Mẫu ghế thọ thì sẽ rẻ hơn một chút.